đây Phương ơi. Con về với bố mẹ con ơi, con về tâm thương với bố với mẹ con ơi. Trời chưa mâm rồi cô mẹ ngồi khóc quậy con ơi, hồn nó nơi nào. Con ơi, thương con xấu số thiệt phận, con đã đi thân thiếu với bố với mẹ rồi, có khổ không? Con ơi, giờ này con đã ngỏ lời đâu, để cho bố mẹ ngồi khóc gọi con cạnh ngược chiều. Còn cành con trẻ gọi cha ơi, cơm canh đạm bạc cửa thường. Để về cơm với mẹ con đi, bữa cơm chưa đông đầy. Từ nay được cành đời vỡ hóa để con trẻ mồ côi cha. Mồ côi cha đã dùng rồi lắm cha ơi, ôi con tội vật cha ơi. Giờ đây những khi nỡ vương tôi biết đường nào đi. Trách trời hỏi trách ai là anh đến đi, trước cành gạch hàm sầu. Để tôi tin vui chẳng thấy cành buồn này đã theo sâu. Còn em chị ngồi máu gọi em đây Phương ơi, tình cảm anh em đi mong chảy ruột mềm. Em ơi em về với anh với chị với cháu đi, cấm cánh đầm bạc trời mẹ chưa. Để tuần rượu đựng cơm mi tuần đi chài. Hồn anh có linh thiêng về
cho bố mẹ, cho anh chị em con mà cháu toàn gia quyến được an khang đời. Toàn gia cũng cùng nghỉ mãi lên đất. Gia đình đã hai bài đã xong xong và bắt đầu chúng tôi mời cơm cho anh đã xong, xin mời gia đình chúng ta vẫn dậy.